Sáng nay, mùng 9 tháng 6, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình số 08 của Thành ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm và chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2011-2015. Chương trình 08 là một trong 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa 15. Sau gần 4 năm triển khai thực hiện, chương trình đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, đạt kết quả khá toàn diện trên cả 6 nội dung trọng tâm. Các nội dung đề án giao cho các cơ quan, đơn vị về cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thủ đô. Đặc biệt, chương trình 08 đã tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ việc nâng cao chất lượng phục vụ đến việc đơn giản hóa, công khai các thủ tục hành chính. Nhiều đơn vị đạt tỷ lệ cao trong giải quyết thủ tục hành chính đúng hẹn. Qua đó đã góp phần tích cực vào việc giải quyết mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân và các doanh nghiệp. Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh của thành phố được Bộ Nội vụ đánh giá đạt kết quả cao, với kết quả năm 2012 xếp thứ 7 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố. Năm 2013 tăng 2 bậc, xếp thứ 5 trên 63 tỉnh, thành phố. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đã có sự cải thiện đáng kể. Năm 2013 tăng 18 bậc so với năm 2012. Năm 2014 tăng 7 bậc so với năm 2013, thuộc nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thế Thảo cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, cũng cần nghiêm túc nhìn nhận hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình có lúc có việc còn chưa thật sự quyết liệt. Nhận thức của một số cấp ủy về trách nhiệm đối với công tác cải cách hành chính còn hạn chế, cá biệt có nơi coi đây là nhiệm vụ của chính quyền. Ở đây thì ngay trong lãnh đạo kể cả những cấp ủy cũng quan tâm, nhưng mà thường nhật thường xuyên thì lại coi công việc đó là việc của chính quyền. Đến mức độ như thế thì cái đấy là chuyện, câu chuyện thường xảy ra ở trong chúng ta như vậy. Vì chúng ta cứ nghĩ là hành chính là cái việc đó là của chính quyền. Đúng, cơ quan thực thi đó là chính quyền. Nhưng cái lãnh đạo chỉ đạo thì nó đòi hỏi phải hết sức là đồng bộ cả cả hệ thống. Tôi cũng không nói là tham gia vào cái hành chính còn phải có nhân dân của chúng ta nữa. Chứ cũng không phải là chỉ có với cái hành chính đó đặt lên để cho giải quyết những vấn đề của nhân dân. Thì để cải cách nó thì cái sự tham gia, vai trò và tham gia của nhân dân là hết sức quan trọng. Đấy. Nhất là trong cái thể chế chính trị của chúng ta hiện nay thì lại quan trọng hơn rất nhiều. Nhiều giải pháp cụ thể cũng ngoài ra, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, vẫn còn hiện tượng cán bộ, công chức, viên chức khi giải quyết công việc liên quan đến tổ chức và công dân chưa tận tình hướng dẫn, chưa làm hết trách nhiệm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây nên những bức xúc trong dư luận nhân dân thời gian qua, mà thành phố đã phải tập trung rất nhiều thời gian công sức để giải quyết. Tôi thực chỉ vì một cái chuyện là anh không tận tình thôi, hướng dẫn và giải quyết cái thủ tục cho nhân dân trong giải quyết những vụ việc nó có tính phức tạp. Mình là cán bộ công dân, chính lúc ấy mình lại phải rất là tận tình và hướng dẫn để chúng ta khắc phục, thì chúng ta lại không làm. Một số việc không làm nó dẫn đến những cái, tức là những cái gì bức xúc rất vô cớ không đáng có, mà rồi sau đó rồi để giải quyết vấn đề đó chúng ta tốn rất nhiều công sức để mà giải quyết chính cái nội ý kiến bức xúc ấy, chứ lại không phải là cái nội dung của cái công việc của cái vấn đề đó. Tôi thú thực đây là một vấn đề mà nó đặt ra hiện nay trong chúng ta. Trong trách nhiệm công chức hôm nay là không chỉ cải cách hành chính không, mà còn chất lượng dịch vụ, phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thì đây còn là một vấn đề mà tới đây chúng ta cần chú trọng. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh, cải cách hành chính vẫn là nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá của thành phố Hà Nội. Vì thế, thời gian tới, cùng với việc triển khai toàn diện các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính, thành phố cần tập trung thực hiện tốt hơn nhiệm vụ cải cách thể chế, đồng thời đề ra nhiều giải pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, dịch vụ công, quan tâm chăm lo xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, gắn với cải cách hành chính tiền lương, nhằm tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ có chất lượng, hiệu quả. Nhân dịp này, 20 tập thể, 5 cá nhân đã được Ban Thường vụ Thành ủy tặng bằng khen, 32 tập thể và cá nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình 08.